So if we can destroy all karma, and then we will escape from samsara, we can avoid to die. Vì vậy, nếu chúng ta không tạo tác các cái nhân, không tạo nghiệp, thì chúng ta sẽ không tái sinh và chúng ta sẽ thoát khỏi luân hồi. So yes, you learn about karma. About karma. Karma. How many kinds of karma? They are generally you already do. Good karma and bad karma. The Balivasi Kusala karma and Akusala karma. Kusala karma means wholesome karma. Akusala karma means unwholesome karma. Easy to understand? We can see good karma and bad karma. Ở đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nghiệp là một cái năng lực rất là mạnh. Và ở đây nghiệp thì có chia ra làm hai loại, Pali là Akusala Kamma và Kusala Kamma, tức là nghiệp xấu và nghiệp tốt, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và nghiệp thiện. So, Akusala Kamma, bad karma will bring the person to the lower state. Let's say the fourth state. And good karma will bring the person to the higher state and to the good realm, such as human, Deva, Brahma. Các cái nghiệp bất thiện sẽ cho cái quả tái sinh đến các cái cảnh giới hạ liệt thấp kém, ví dụ như là bốn cái cảnh khổ. Các cái nghiệp thiện sẽ cho quả tái sinh đi đến các cảnh giới cao thượng hơn, hay là các cái cõi lành, thì bao gồm là cõi người, chư thiên và phàm thiên. And these two kinds of karma you already know, but in the Majjhima Nikaya, Kokudavati Sutta, in this sutta, Buddha explained, Buddha preached four kinds of karma. They are the first one. Gana Soka, Gana Vipaka. That means the first one is a dark karma. Dark karma. The first one is a so this is the first one, Gana Soka, Gana Vipaka. The karma, dark karma, will produce the dark result. And the second karma, Soka, Gana Soka Vipaka. The white karma will produce the white result. And another one is in Kana Soka Vipaka. That means the karma, both the dark and white karma, give the result dark and will produce the dark and white
present. They are mist. The touch karma is a mist, dark and white, mist. And the last one is akana, asoka, akana, asoka, vipaka. That means, the last one is no white and dark. Neither no dark, sorry, no dark and white. No. No. Where produce there? No dark and white result. So there are four kinds of karma. Trong bài kinh Kukkuta Vatti Sutta ở trong Trung Bộ Kinh thì Đức Phật có chia ra, phân chia làm bốn loại nghiệp. Thứ nhất đó là các cái nghiệp đen. Với các cái nghiệp đen này thì cho ra các cái quả đen, hoặc là quả đen, nghiệp đen cho quả đen. Loại thứ hai đó là các cái nghiệp trắng, nghiệp trắng thì đưa cho ra cái quả trắng. Thứ ba đó là nghiệp vừa trắng vừa đen thì cho ra các cái quả là vừa trắng vừa đen. Và thứ tư là nghiệp, loại nghiệp mà không đen cũng không trắng thì cho ra cái quả là không đen và cũng chẳng trắng. There are two. The first one is the karma is a top. And the result is also dark. This karma is referred to the unwholesome karma only. These unwholesome karma will produce only the one of the four Wupu state. So for example, let's see the animal life. Why they become animal? Because of they are dark karma, or bad karma, or unwholesome karma. They become animal. So the karma is a path. In the path, they made a bad karma. Because of that, this life, they become animal. So animal is a not good result. Human life is better than animal life. So animal life is a bad one. So such karma called dark karma will produce a dark result. Chúng ta đi phân tích cái loại nghiệp đầu tiên, đó là các cái nghiệp đen cho ra cái quả đen. Nghiệp đen ở đây tức là các cái nghiệp thuộc về các nghiệp bất thiện, là nghiệp bất thiện, và nghiệp bất thiện thì cho quả tái sinh vào bốn cái khổ cảnh. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ như là hãy xem cái đời sống của súc sinh, loài súc sinh. Thì tại sao thì lại chúng lại sinh vào cái cảnh giới súc sinh? Đó là vì các cái nghiệp xấu ở trong quá khứ đã được tạo tác. Và chín muồi thì cho cái quả tái sinh và cảnh giới súc sinh, gọi là các cái nghiệp đen, và cho ra các cái quả đen. Đây chính là cái kết quả của những cái nhân, những cái nghiệp xấu ở trong quá khứ. Và chúng ta đều biết rằng là cảnh giới con người thì tốt đẹp hơn cảnh giới của súc sinh rất là nhiều. Okay, so the next karma is a sukha vipaka.
Then white gamma will produce the white result. This gamma is referred to the Fosan gamma. But this Fosan is a jhana Fosan gamma. Jhana Fosan gamma. So, for example, someone painted a meditation and they attain jhana, absorbing concentration. And they can keep their concentration until near death moment. And after death, after pass away, they will reborn Pramara. So, Pramara is a no. There is a no sorrow, no worry, no limitation. So, this result is a good result, and also Brahmara, no need to find a food, no need to eat. Now, all of us are human beings, so we should find a food to eat. Without eat, without food, we cannot survive. But Brahmara, no need to eat. And also, we, all of us, sometimes we have worry about food or about place or about clothes or about education or about family or about society. Oh, we have many worry. But Brahmara, there is no worry. So how is God? So such karma called white karma will produce a white result. Loại nghiệp thứ hai gọi là các cái nghiệp trắng. Khi mà tạo tác các cái nghiệp trắng chín mùi thì cho cái quả, nghiệp chín mùi thì cho cái quả là quả trắng. Ở đây cần hiểu là nghiệp trắng cho quả trắng là đề cập đến những cái nghiệp lành, những cái nghiệp thiện mà thuộc về thiện, thuộc về các cái bậc thiện. Với một người khi mà thực hành thiền thuần thục, thiện xả và giữ được cái tâm thiền cho đến phút cận tử, thì khi mà tái sinh thì vị ấy sẽ sinh lên cảnh giới phạm thiên. Ở đây là thiền định. Khi mà một người hành thiền thuần thục, thiện xả và giữ được cái tâm thiền cho đến phút cận tử, thì khi vị ấy tái sinh thì sẽ sinh lên cảnh giới phạm thiên. Cảnh giới phạm thiên là cảnh giới như thế nào? Đó là một cái cảnh giới mà không có sự lo lắng, không có đau khổ, rất thanh tịnh, không giới hạn và vô cùng tự do tự tại. Phạm thiên không cần ăn, vì thế nên không cần phải đi tìm thức ăn như chúng ta. Con người của chúng ta thì cần phải ăn, và vì cần ăn chúng ta phải đi tìm thức ăn. Nếu không ăn thì chúng ta không thể sống nổi. Và chúng ta có quá nhiều cái bổn phận, quá nhiều việc phải lo lắng. Nào thì quần áo, nào thì chỗ ở, nào thì công việc, rất là nhiều thứ phải lo lắng, phải suy tư. Nhưng phạm thiên thì không như vậy. Phạm thiên là một đời sống vô cùng tự do và khoáng đạt. Và rõ ràng là cảnh giới phạm thiên tốt đẹp hơn cảnh giới con người rất là nhiều. The next one is it? Gana Soka, Gana Vipaka. The gamma, dark and white gamma, will produce the dark and white result. Such gamma is like a Nandi. Most of you do the good thing. This gamma called such gamma. Now you are listening to the Dhamma. So you are accumulating the wholesome, you are doing the wholesome or good karma. Now also I am talking the Dhamma. So I also do the wholesome karma. But
We should ask ourselves. Now we are doing the good karma. We are accumulating the good karma. But before or after, the moment by moment, only wholesome or unwholesome. Sometimes unwholesome still arise. During this time, now you are listening to the Dhamma time, always will not be wholesome. Sometimes unwholesome will arise, may arise. Why? Because of the sound or something, you may get bit angry. At the time, unwholesome. But suddenly change the mind, pay attention on the Dhamma and again, wholesome arise in your mind. In this way, wholesome and unwholesome is it? The very closely each other arise and perish, arise and perish. Such karma called the white and dark karma, where we produce the white and dark result. That's it. And we are human beings. So, what is our main karma? Because we reborn the human one, because of the wholesome karma. So, surely it is a good karma. But, in our life, sometimes we have to encounter unpleasant objects. Sometimes the color, unpleasant color, because of it, we got the angry. We got the anger. Sometimes unpleasant sound. Sometimes unpleasant smell. Sometimes very unpleasant taste. Sometimes they're very bitter medicine. So after eating it, we got there. A little bit, our mind is not happy, not so happy. So in this case, also sometimes we have to encounter the unpleasant person. Sometimes you don't like the person, but he or she stand in front of you, what will happen? Surely you become angry. And also, sometimes you don't like the person, such person around of you, and he made the sound. That time, because of this sound, you will get the angry. So our human life is not only good results, not only bad results. They are together. Together, sometimes good, sometimes bad. Sometimes good, sometimes bad. Sometimes we sick. At the time, very painful feeling. So it is a bad result. Sometimes the weather is fine, the pool is fine, the accommodation is fine. At that time, we are very comfortable. At that time, good feeling, good feeling. So such karma called white and dark karma. White and dark karma. For example, in the past, we offer the flower to the Buddha. During the offering time, it will be wholesome mind. But before offering or after offering, there is an unwholesome arise. Because of that, the karma become mature and give the result, we become human version. We have to encounter the other unpleasant feeling. So this karma we should understand.
dust kinds of gamma, dark and white gamma, will produce the dark and white result. À, loại thứ ba đó là nghiệp trắng đen lẫn lộn. Loại nghiệp này thì sẽ cho quả trắng và đen lẫn lộn. Chẳng hạn khi mà chúng ta nghe pháp, chúng ta sẽ khởi lên những cái tâm thiện, rồi cái người thuyết pháp cũng đang khởi lên những tâm thiện. Ở đây thì chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao? Tại sao chúng ta lại được sinh làm con người? Đó là vì trước đó chúng ta đã tạo ra những cái nghiệp lành, và nghiệp lành này chín muồi thì cho cái quả tái sinh lên là con người. Và chúng ta biết được rằng là trong cái đời sống của chúng ta thì không chỉ có những cái khoảnh khắc thiện lành, không phải là chỉ có những khoảnh khắc dễ chịu, mà nó đan xen với cả những cái khoảnh khắc, những cái giây phút không dễ chịu. Đôi khi thì khởi lên trong tâm chúng ta khởi lên những trạng thái tâm thiện lành, đôi khi thì lại khởi lên những trạng thái tâm bất thiện. Không phải là luôn thiện, mà chúng ta luôn luôn có thiện rồi có bất thiện. Chẳng hạn như quý vị ngồi đây, chúng ta đang chú tâm vào bài pháp thì chúng ta đang khởi lên tâm thiện, nhưng mà có thể là cách đó trước đó ít phút thì có một điều gì đó làm cho quý vị không vui, làm cho quý vị nổi sân, và lúc đó là cái bất thiện nó sinh khởi. Tuy nhiên là vì hiện giờ chúng ta đang ngồi đây đang nghe thuyết pháp thì chúng ta chuyển cái sự chú tâm qua bài pháp, và thế là tâm thiện là sinh khởi. Như vậy thì thiện và bất thiện là rất là gần nhau, rất là gần nhau, và gần như là song hành với nhau, và chúng đều có cái đặc tính là sinh khởi và hoại diệt. Chính vì vậy cho cái loại nghiệp này được gọi là nghiệp trắng và đen lẫn lộn, trắng cùng với đen. Tại sao chúng ta được sinh lên làm con người? Chúng ta sinh vào cảnh giới con người là vì chúng ta đã tạo tác các cái thiện nghiệp trong quá khứ, nhưng trong cuộc sống thì chúng ta lại phải đối mặt với vô vàn những điều không phải lúc nào cũng được như ý muốn, không phải lúc nào cũng được toàn nguyện, rồi chúng ta phải đối mặt với những cái đối tượng không ưa thích, không dễ chịu một chút nào. Đôi khi đó là các cái mùi hương, đôi khi đó là những âm thanh không dễ chịu, đôi khi đó là những trạng thái không dễ chịu, và những điều này dễ làm cho chúng ta nổi sân hay là không cảm thấy thoải mái. Ví dụ như quý vị ăn xong, quý vị phải uống một loại thuốc rất là đắng, thì khi mà uống cái loại thuốc đắng vào thì tâm quý vị sẽ khởi lên một cái cảm giác, một cái trạng thái không hề dễ chịu, không hề dễ chịu với cái loại thuốc đắng đó. Rồi khi quý vị gặp một người không ưa thích đứng lù lù trước mặt thì chắc chắn là chúng ta sẽ khởi lên những cái tâm không có dễ chịu một chút nào, những trạng thái tâm không dễ chịu. Rồi chúng ta nghe những âm thanh chói tai thì lập tức là tâm chúng ta phản ứng ngay, chúng ta khởi lên cái sự không dễ chịu, bực bội. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta, mặc dù chúng ta được sinh lên cõi người là cái cõi mà do cái phước thiện lành chúng ta đã tạo tác, tuy nhiên là cái cuộc sống này là không chỉ là chỉ có những cái điều tốt mà có cả những cái điều xấu nó cũng song hành và luôn luôn đan xen với nhau. Rồi trong cuộc sống này đôi khi có những khi chúng ta phải chịu cả những cái đau đớn nữa, về thân và tâm, thì đó được gọi là các cái quả của những cái bất thiện nghiệp đã tạo tác trong quá khứ. Rồi đôi khi chúng ta phải chịu đựng cái tình trạng thời tiết rồi vật lực không tốt, đôi khi thì lại
ở cái tình trạng là chúng ta có những cái trạng thái thời tiết dễ chịu và vật thực ngon lành. Như vậy thì ở đây chúng ta luôn luôn phải cái cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những cái thiện và bất thiện đan xen với nhau. Nếu trong quá khứ quý vị từng cúng dường hoa đến Đức Phật, thì khi mà quý vị cúng dường hoa đến Đức Phật thì đấy là cái tâm thiện khởi lên. Nhưng mà trước đó, trước khi cúng dường hoa thì là có thể là trạng thái đâu của quý vị là trạng thái nó có những cái tâm bất thiện đan xen. Và khi do cái quả chín muồi, do cái nghiệp chín muồi cho cái quả tái sinh quý vị được làm người. Nhưng mà trong cái cuộc sống của cảnh giới con người thì quý vị phải chịu những cái cảm giác, đôi khi có những cảm giác không dễ chịu một chút nào. Điều này là do sự liên quan, do sự tạo tác liên tục các cái thiện bất thiện và các cái thiện nghiệp gọi là đan xen với nhau. Như vậy ở đây thì chúng ta đang nói về cái loại nghiệp gọi là trắng và đen, lẫn lộn, vừa trắng vừa đen. So now we understand the three kinds of karma. First one is only wicked results. The first one karma result is to reborn the one of four positive. The second one is to reborn the Brahma run. And the third karma is to reborn the Deva and human run. So whatever karma we do, these are where produce the being, one of the being. So being is a, if we reborn, we will die differently, we will die. So if we want to escape from death, we should accumulate the number four kinds of karma. The number four kinds of karma is called the neither dark and white nor non dark and white karma. That means the karma is no, cannot see the dark or cannot see the white. And also the result cannot see white or dark. Such karma is only called the mega path knowledge, mega wisdom. So let's see the first mega jnana, Sotapatti mega jnana. Sotapatti mega jnana, who attained the Sotapatti mega? For though there is no full state, that means such person will not reborn the Hūpū state. So this Sotapatti mega wholesome karma destroy the unwholesome karma, which will produce the Hūpū state. Như vậy thì chúng ta vừa mới phân tích ba cái loại nghiệp. Đầu tiên ở trong bốn cái loại nghiệp mà nội dung của cái bài pháp hôm nay, thứ nhất là nghiệp đen cho cái quả đen. Cái quả đen ở đây là sẽ cho cái quả đi tái sinh vào bốn cái cảnh khổ, bốn cái cảnh giới không có sự, không có hạnh phúc, không an lạc. Và cái loại thứ hai đó là nghiệp trắng cho quả trắng. Ở đây là nghiệp trắng cho cái quả trắng là cái quả như tái sinh ở cõi Phạm Thiên, một cái cõi mà chỉ có cái sự thông dong tự tại, tự do khoáng đạt, không phải không có lo lắng, không có âu lo, thanh tịnh, vô cùng thanh tịnh. Và cái thứ ba đó là nghiệp vừa trắng vừa đen, thì cho quả vừa trắng vừa đen, đó là cho cái quả
để đi tái sinh cõi người và kể cả chư thiên. Chúng ta đều biết rằng nếu chúng ta tái sinh vào bất cứ cảnh giới nào trong các cả cảnh giới vừa liệt kê thì chúng ta điều đó cũng có nghĩa là đã có sinh thì sẽ có tử, sẽ có sự chết sẵn chờ. Vậy thì nếu muốn thoát khỏi các cái chết thì chúng ta phải làm thế nào? Muốn thoát khỏi cái chết thì chúng ta phải tạo cái loại nghiệp thứ tư, đó là các cái nghiệp không trắng mà cũng chẳng đen. Như thế nào được gọi là không trắng và cũng không đen? Ở đây là do các cái nghiệp không trắng cũng không đen tạo ra các quả không trắng và cũng không đen. Đó là các cái đạo, các cái tâm đạo, các cái tâm đạo thánh đạo, chẳng hạn như trường hợp của vị thánh nhập lưu hay là diệt lưu, tức là vừa nhập vào dòng thánh, thì có cái trí, vị này có cái trí của gọi là vị này đạt được cái diệt lưu thánh quả. Và với cái quả này thì vì đấy sẽ không có tái sinh vào bốn cái cảnh khổ, tức là cánh cửa mà đi vào bốn cái cảnh khổ sẽ đóng lại với vị thánh dự lưu. Điều này có nghĩa rằng là các cái trạng thái thiện lành, trạng thái thiện đã hủy diệt tất cả những trạng thái bất thiện cho quả đi tái sinh vào bốn cảnh khổ, nên cánh cửa rơi vào bốn cảnh khổ đã đóng lại với vị dự lưu. So finally, one who attained Arahata Magga, the Arahata Magga will destroy the all karma which can produce the result deva or human or brahma or anime. So the Arahata Magga will destroy the all karma. So and then such person after taking the final cessation, there is no karma. His Arahata Magga destroying the all karma, so there is no karma. Because of no karma, there is no result. And then that person called escape from the samsara. So if all of us, we want to escape from samsara, we should try to attain Magga and Phala. Or otherwise, we can see we should try to realize the Nibbana. Và chúng ta hãy xét xét cái trường hợp của một vị đã chứng được A-la-hán thánh đạo. Và ở cái trường hợp này thì vị đó sẽ không còn tái sinh vào bất cứ cảnh giới nào, kể cả cảnh giới thiện lành, đều bao gồm con người, chư thiên và phạm thiên. Và khi vị ấy nhập vô dư niết bàn thì sẽ không còn nghiệp cho quả tái sinh nữa. Vị ấy đã chấm dứt được luân hồi. Vì vậy, nếu chúng ta muốn thoát khỏi vòng luân hồi thì chỉ có bằng cách chúng ta chứng ngộ lần lượt các thánh đạo và thánh quả, hay điều còn được nói đến ở đây đó là chứng ngộ niết bàn. So to attain Magga and Phala, the Buddha preached in the Mahaparinibbana Sutta, there are iti silan, iti samadhi, iti pinya. Buddha only teaches three training. Iti silan, this is a morality. Iti samadhi, this is a concentration. Iti pinya, this is a wisdom. So that means this is the training of morality, this is the training of concentration, this is the training of wisdom. And then we must practice
the three training systematically step by step. À, vậy làm thế nào? Làm thế nào để đạt được các cái thánh đạo và các cái thánh quả để có thể chấm dứt được luân hồi sinh tử, để có thể chứng ngộ niết bàn? Thì trong kinh Maha Parinibbana, đại kinh Bát Niết Bàn, Đức Phật đã dạy Iti Sinam, Iti Samadhi, Iti Panya. Này các tỳ kheo, đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Có nghĩa đây là ta vô lậu học, ba sự thực hành về giới, thực hành về định, thực hành về tuệ. Và quý vị cần phải thực hành theo lời chỉ dẫn của Đức Phật, ta vô lậu học, giới, định, tuệ một cách tuần tự và thứ lớp. And then, the first training is morality. Morality will protect our bodily and power wrong doing. If we keep the precept, if you keep the precept, you will not do bodily wrong things, or you will not see bodily wrong things because of the morality. Ở cái sự thực hành đầu tiên đó là thực hành về giới. Thì giới có chức năng là bảo vệ quý vị, ngăn ngừa quý vị tránh khỏi những hành vi sai trái qua thân và qua lời nói. Khi quý vị giữ giới thì quý vị sẽ không thực hiện các cái thân bất thiện nghiệp, không tạo tác các thân bất thiện nghiệp và không tạo tác các cái khẩu bất thiện nghiệp, các cái nghiệp bất thiện qua thân và các cái nghiệp bất thiện qua lời nói. So if we want to put our bodily and bhava, bodily action and bhava action rightly, we should practice morality, sila, the training of morality. Như vậy thì để ngăn ngừa, để tránh khỏi phạm phải, để tạo tác các cái hành động bất thiện qua thân và qua lời nói, các cái bất thiện nghiệp, các cái thân bất thiện nghiệp và khẩu bất thiện nghiệp, thì chúng ta cần phải thực hành về giới, đó là sila. The other word we can say, if someone who practices the training of morality, sila, their bodily and bhava action are pure. Their bodily and bhava action are pure. Otherwise, the bodily and bhava action will not be pure. So if we want our bodily and bhava action pure, we should practice the training of morality, sila. We must follow the rule. We must follow the law. Not only for five reasons. In our daily life, we should follow the law. Mother, parent, and child. They are the law. Child should be respect the parent. Parent should care of their child. That is the law. We should follow. And also teacher and student, that is also have the duty. We should fulfill this duty. And otherwise, you bodily and bhava action are bodily and bhava action will not be pure. Nếu như một lần nữa, nếu như chúng ta muốn ngăn ngừa, tránh khỏi những cái hành vi, những cái hành động bất thiện thông qua thân và qua lời nói, thì chúng ta phải thực hành về giới, phải giữ giới. Nói một cách khác, nếu chúng ta giữ giới thì chúng ta sẽ giúp cho thân và cho khẩu của chúng ta được thanh tịnh. Mặt khác, ngược lại, nếu chúng ta
không giữ giới thì thân và khẩu của chúng ta sẽ trở nên bất tịnh. Vì vậy, quý vị, chúng ta phải thực hành về giới. Trong đời sống, chúng ta cần phải tuân thủ các cái luật lệ. Chúng ta thực hành giới, chúng ta phải tuân thủ các học giới. Trong đời sống, chúng ta phải tuân thủ các luật lệ. Ví dụ như giữa cha mẹ và con cái, thì con cái cần phải kính trọng cha mẹ, và cha mẹ thì có bổn phận là chăm lo cho con cái. Và giữa thầy trò cũng vậy, cũng phải có những cái bổn phận qua lại. Nếu chúng ta không thực hành, không tuân thủ những điều này, thì thân và khẩu của chúng ta sẽ không được thanh tịnh. And second one, the training of concentration. Who practice the samatha meditation? Such person mind is pure, who attain, who get the excess concentration or absorption concentration. During that time, his mind has no unwholesome mind-fetta. And during that time, unwholesome thought will not arise in such a person. So the second training, the training of concentration, will make the mind become pure. So if you want to pure mind, you want the pure mind, you should fulfill the second training, the training of concentration. Vậy thực hành thứ hai đó là thực hành về định. Đó là khi một người tiến hành thiền samatha, thiền vắng lặng, thì khi vị đó thực hành samatha thì tâm của vị đó sẽ được thanh tịnh. Chẳng hạn như khi vị đó đắc thiền và được cận hành định hoặc là an chỉ định, khi mà có cận hành định và an chỉ định thì sẽ không có các tâm hành bất thiện khởi lên, sẽ không có những cái suy nghĩ bất thiện khởi lên trong tâm của vị ấy. Như vậy thực hành về định chính là để làm thanh lọc tâm và làm cho tâm trở nên thanh tịnh. Và quý vị nếu muốn tâm trở nên thanh tịnh thì hãy tiến hành tu tập định. So the last training is a pinya, the training of wisdom. This third training is a what made the view become clearly and pure view. It's called the Ditti Visuddhi and Jnana Dasana Visuddhi. So that means if you practice the training of wisdom, your view become clear and pure. So the view is important for all of us. If your eye is not good, at that time you cannot look at it, you cannot see the thing clearly, whether it's a good or bad. So because of that, you may take something, this is it, will be bad thing or good thing, cannot, it is, will not be sure. In the same way, because of our view not clear, so that we made the gamma, whether bad gamma or good gamma. So and then, because of this gamma, we can mature and we'll give the result. We reborn again and again, we have to die again and again. So if our view is clear, and then we can avoid the bad thing, and we will realize the nirvana, and then we see escape from samsara.
Thực hành thứ ba đó là thực hành về tuệ, thực hành tuệ. Thì giai đoạn này nếu mà quý vị chúng ta thực hành tuệ thì chúng ta tâm của chúng ta ngày càng trở nên sáng trong, định tĩnh và thanh tịnh. Và điều này là điều quan trọng với tất cả chúng ta. Tuệ giống như là đôi mắt. Nếu mắt của chúng ta không trong sáng thì chúng ta không thể phân biệt đâu là điều tốt, đâu là điều xấu, đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên làm. Chúng ta có thể nhầm lẫn rằng ồ đây là điều tốt, trong khi đó là điều xấu. Và ngược lại, chúng ta không chắc chắn về những gì chúng ta thấy. Nếu kiến không thanh tịnh, sự thấy biết không thanh tịnh thì chúng ta sẽ liên tục tạo các cái nghiệp xấu và nghiệp tốt. Và khi quả chín muồi thì cho nghiệp chín muồi thì cho quả tái sinh. Chúng ta liên tục tái sinh vào các cái cảnh giới và chúng ta luôn luôn ở trong vòng luân hồi. Vì vậy khi mà kiến thanh tịnh, sự thấy và biết của chúng ta trở nên thanh tịnh thì chúng ta sẽ chứng ngộ niết bàn và chúng ta sẽ chấm dứt được vòng luân hồi. So we must practice the three training systematically step by step to escape from samsara. Vì vậy là một cái điều vô cùng quan trọng là tất cả chúng ta cần phải thực hành tam vô lậu học. Đó là thực hành về giới, thực hành về định, thực hành về tuệ để đi đến kết quả cuối cùng là chúng ta thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Yeah, to practice three training, the one factor is necessary. It is called it Kanti, the patient. The Pali say, Sila Samadhi Pinyana Kanti Prana Karana. That means, Kanti, patient is a business. The all Sila Samadhi Pinyana must be based on patient. Kanti. Without patient, you cannot practice morality. Without patience, you cannot practice the concentration. Without patience, you cannot practice the wisdom. For example, you take the five precepts. That is it. The first one is a Panadipada Viramani Sekapara Samadhyami Abhisri Prong Kilim Lebebiye. So, okay, some mosquito come to bite you. You must be patient. If you have no patience, what will happen? You will kill it. And you will break the sila morality. So without patience, cannot fulfill morality. Cannot practice morality. In the same way, the meditation, you want to attain jhana concentration, you must meditate long time. But you have no patience, you cannot sit long time. So how can you attain jhana concentration? So patience can be said that really necessary for all of us. Có một yếu tố vô cùng quan trọng mà tôi muốn nhắc nhở quý vị, đó chính là khan tít, có nghĩa là kham nhẫn. Trong kinh văn Đức Phật dạy rằng là khi thực hành ta vô lậu học lấy kham nhẫn làm nền tảng, có nghĩa là kham nhẫn là yếu tố kiên quyết để thực hành ta vô lậu học giới, định và tuệ. Chẳng hạn như quý vị mới thọ trì tam quy và ngũ giới thì quý vị còn nhớ cái giới đầu tiên đó là Panatipata Veramanisikapadam Samadhiyami, là con có tác ý tránh xa hay là ngăn ngừa khỏi sự sát sinh, làm tổn hại sinh mạng của các chúng sinh khác.
Thế nhưng mà khi mà một cái con muỗi bay tới và cắn quý vị, đó, nếu quý vị không kiên nhẫn thì ngay lập tức quý vị sẽ phản ứng và quý vị sẽ giết cái con muỗi đó. Và khi mà giết cái con muỗi đó thì quý vị bị đứt giới, quý vị sẽ không còn thực hiện thực hành tam vô lậu hợp nữa. Cũng như vậy, khi quý vị hành thiền, nếu quý vị không có sự kham nhẫn, quý vị sẽ không thể ngồi lâu. Và nếu không thể ngồi lâu, quý vị sẽ không thể đắc thiền, quý vị sẽ không thể đạt được đến các trạng thái của an chỉ định. Như vậy thì kham nhẫn chính là nền tảng để chúng ta thực hành tam vô lậu học, thực hành về giới, thực hành về định, thực hành về tuệ. Kham nhẫn là một yếu tố vô cùng quan trọng, mang tính chất quy định. So, after listening to our Dhamma talk, may you practice it, may you practice it, three training systematically, step by step, to escape from samsara. And may you attain Nibbana, may you realize Nibbana in this very life. Cầu chúc cho vị sau khi nghe được bài pháp thoại này thì sẽ thực hành tam vô lậu học, thực hành về giới, thực hành về định, thực hành về tuệ một cách có hệ thống, thứ lớp, tuần tự, và cầu mong cho quý vị sẽ chấm dứt vòng sinh tử luân hồi và chứng ngộ niết bàn ngay trong kiếp sống này. Sa du sa du sa du. So now, all of us accumulating the Hosan Karma. These Hosan are our own Hosan, our own Kusala. So this our own Kusala we should share to all living beings. If they can rejoice our Hosan, they also will get the benefit of this karma. So we will share marriage. People sharing of marriage, we will make them as PVC. Như vừa rồi thì quý vị đã hành tựu được các phương tiện lành, hành tựu được những thiện nghiệp, và quý vị nên hồi hướng chia phước tất cả phần phước thiện phát sinh lên cho tất cả các chúng sinh khác. Nếu như tất cả chúng sinh khác có thể quỳ thỉ nói lên lời sa thú với những phước thiện lành mà quý vị đã thành tựu, thì những chúng sinh khác cũng có rất nhiều lợi ích. Như vậy thì chúng ta nên hồi hướng chia phước đến tất cả các chúng sinh khác, và trước khi